Alright, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục đi cùng với nhau sang cái video ngày thứ 6 rồi. Thì không biết là những cái video trước thì anh chị có gặp vấn đề gì không? Thì tất cả những cái âm mà cố gắng nhất là chúng ta nghe, chúng ta hiểu trước để chúng ta tránh phần là chúng ta đọc sai. Và sau đó là chúng ta phải đi luyện tập, mọi luyện tập và chúng ta viết các cái phiên âm để chúng ta nhớ. Khi mà anh chị luyện tập như thế đó thì anh chị sẽ nhận ra rằng gì ạ? Nhiều khi chúng ta không cần phải dùng từ điển thì chúng ta cũng có thể tự được phiên âm là những cái từ cơ bản, đúng không ạ? Rất là đơn giản thôi. Thì buổi ngày hôm nay em sẽ đi cùng tiếp với tất cả các anh chị là những cái về những cái ending sound, về consonants. Thì đây là những cái mà final consonant sounds. Chúng ta trước chúng ta đã đi đến final consonant sounds nghĩa là gì? Final consonant sounds nghĩa là chúng ta đi đến những cái phụ âm mà nó đứng đằng sau cùng của một cái chữ nào đấy. Thì cái cách đọc của nó như thế nào? Cái video ngày thứ 3 rồi đúng không ạ, chúng ta có một cái tức là những cái mà consonant sound nó đứng ở đầu, thì bây giờ chúng ta có những cái mà nó đứng ở đằng sau, đúng không ạ? Thì những cái cách đọc nó khác hay không thì có một vài những cái âm nó sẽ khác, đúng không ạ? Và cái cách của nó sẽ đọc khác, và chúng ta cần để biết được chính xác và cách nó đọc như thế nào, thì như thế thì chúng ta sẽ đọc rất là dễ dàng và chính xác cái âm vào trong tiếng Anh. Ok, thì cái âm số 1 đó anh chị sẽ thấy là cái âm số 1 chúng ta có là cái letter B. Cái letter B đứng sau, khi mà anh chị để ý này, trong cái cuốn giáo trình của chúng ta thì cái final consonant sounds đó, thì khi mà anh chị nhìn thấy là em thấy cái em để cái ký hiệu là cái dấu trừ phía đằng trước, anh chị thấy đúng không ạ? Dấu trừ phía đằng trước của letter B tức là gì? Tức là nó là cái ending sound, nó đứng đằng sau. Ví dụ như là cái từ này là cỡ, thì khi mà anh chị phiên âm á, anh chị phiên âm ra anh chị thấy nè, đúng không? Cái letter B này nè, thì trước cái letter B là cái short U. Cái short U sound thì làm sao ạ? Tức là nó không đứng đầu mà cái letter B này nó đứng cuối của một chữ, thì nó gọi là cái final consonant sounds. Được chưa? Thì hôm nay chúng ta đã học cái cách là âm B đứng đầu thì nó đọc như nào rồi, rất đơn giản. Tức là chúng ta chỉ ngậm môi giống hệt như âm bờ của tiếng Việt vậy, đúng không? Còn khi mà cái ending sound nó là âm B thì chúng ta đọc như thế nào, đúng chưa? Thì hôm nay thì em đã chia sẻ với tất cả các anh chị là cái ending sound khi mà nó đứng sau cùng thì nó đọc như thế nào, được chưa nào? Rồi. Khi mà cái ending sound B đứng cuối đó anh chị, thì anh chị cũng rất là đơn giản thôi. Cái âm này cũng không khó đối với tất cả những người Việt của chúng ta. Đúng là chúng ta ngậm cái môi vào thì chúng ta sẽ đọc được cái âm đó. Ví dụ như là từ curve, curve, đúng không? Curve. Anh chị thấy là cái âm D đó chỉ cần ngậm môi là được, không cần phát rõ là curve, curve. Thì vì sao anh chị nhớ không ạ? Bởi vì cái quan trọng nhất đó là cái độ dài của nguyên âm. Khi mà anh chị đọc là curve, anh chị kéo dài ra như vậy rồi thì ngay lập tức âm curve ngậm môi một cái của mình, hai cái môi chạm vào nhau, thì mấy người Mỹ người ta hiểu ra ngay rằng là cái chữ này là cái chữ khờ mà cái mà em đang viết lên, đúng không? Thì tức là gì? Cái độ dài cái đâm nó là cái quyết định đến xem là cái chữ của anh chị muốn nói đến nó là chữ gì, chứ không phải là cái ending sound, được chưa? Rồi, rất là tuyệt vời. Cái này em đã giải thích được cái video trước, video số 5 rồi. Nào, bây giờ sang đến cái số 2 đó là cái ending sound, nó là được, đúng chưa? Được, thì chúng ta sẽ như thế nào? Thì khi mà cái âm này cũng rất là dễ, trong tiếng Việt của chúng ta cũng rất là đơn giản thôi. Ví dụ chúng ta có những cái từ là được, xin lỗi các chị, âm như này thì chúng ta đang là âm đi đứng đầu rồi, đúng không? Âm đi đứng đầu rồi, chúng ta cần cái âm đi đứng sau, đúng không? Chúng ta có cái từ gì đây? Bird. Ok, bird. Đúng rồi. Thì khi mà anh chị thấy này, được, bird, anh chị thấy em kéo dài không? Em không đọc là bất. Bất, bất là anh chị biết luôn chữ gì nào, âm này rồi, nó bị sai, đúng chưa? Chúng ta học cái độ dài, chúng ta học xong chúng ta áp dụng ngay, được chưa? Là bird, short u sound, thì chúng ta đọc giống với chữ ơ, nếu kéo dài ra, là bird, ơ của tiếng Việt đấy, bird, được chưa? Âm chữ bird, đó, chúng ta chỉ cần đọc như vậy thôi, là người ta sẽ phân biệt, người ta sẽ hiểu xem là mình đang nói đến là chữ gì, được chưa? Ok. Rồi, tiếp theo là chúng ta đi đến cái âm F. Cái âm F của chúng ta thì nó hơi khác một chút xíu, nhưng nhiều anh chị thấy là nhiều khi cái là chúng ta trong tiếng Việt chúng ta không có âm F đứng đằng cuối cùng, đúng không ạ? Âm F chúng ta không có âm F đứng đằng sau cùng, mà chỉ có âm khờ đứng đầu thôi. Thì âm F này thì không có đứng đằng sau, thì đâm ra là nhiều khi mà mình thấy là hơi khó, hơi lạ, hơi khó đọc đối với một bài. Nhưng anh chị ví dụ như là chúng ta có cái từ gì ạ? Cái từ này chẳng hạn, đúng không ạ? Ông short I và letter F, đúng không? Thì chúng ta đọc như nào? Thì rất nhiều người khi mà em nghe đó đọc là ít, anh chị thấy không ạ? Đọc là ít gì đó. Thì vì sao ạ? Mình thiếu cái ending sound F rồi, cái
cái âm F nó đọc bị sai, nó chưa có cái âm F mà chỉ đọc là ít, giống như cái chữ ít tiếng Việt này nè, ít, bởi vì là họ không 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 nghĩ không biết là cái âm này là nó không có trong tiếng Việt đó. Thì cái âm F này mà ending sound đó thì chúng ta đọc như thế nào, thì chúng ta nhớ này, đúng không, cái môi ở dưới nó chạm răng phía trên, được chưa, đấy là âm F, chúng ta phải có cái hơi ra. Thì khi chúng ta đọc cái chữ này chúng ta cũng phải đọc là if, if, ie, ie, short i đọc là ie, là if, được chưa, if, very good. Thì chúng ta không đọc là if, if, được chưa, if thì chúng ta thiếu cái âm của nó, người ta nghe không hiểu, phải là if, được chưa, có cái hơi bật ra này, if. Nhưng mà một số anh chị không có quen mà lại gặp cái vấn đề âm này không có suy được ra, thực sự là như thế anh chị ạ. Thì cách để cho em bày cho các anh chị đó là cái để đọc cái chữ app fair, được chưa, app fair. Thì ngay khi anh chị thấy này đọc cái chữ app app, chúng ta dừng lại ở đấy thì cái âm đấy chính là cái âm F, được chưa nào, app, anh chị thử nói mà xem, app, đúng chưa. Thì ngay lập tức chúng ta có cái hơi đấy rồi, chỉ cần app dừng lại ở đấy, fair, thì chữ app đấy, âm F ngay sau cái từ app chúng ta dừng lại thì chính là cái letter F trong tiếng Anh, được chưa nào. Chúng ta lấy cái âm đó, đó là chính là cái F, được chưa? Rồi, F. Thì chúng ta có cái từ gì nữa nào? Liệu, không có từ liệu. Từ liệu, thì ăn thêm âm chi nữa thôi. Liệu, nhưng do vẫn là đủ âm ạ. Liệu, được chưa? Liệu, cái F chúng ta vẫn phải có, được chưa anh chị? Rồi, very good. Còn là chúng ta có những từ rất là quen gì gì đấy, từ off, off, ok, off, ok, đây này, off, được chưa, off, off, đó, off, đó. Thì cái cách này có hai cách đọc, thì là off, cái âm này thường người ta đọc bằng cái schwa này anh chị này, đọc tiếng schwa nó âm off, chúng ta đọc là off, 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 đó, off, off, đó, âm schwa thì đọc ở trong câu đó. Rồi, good. Hoặc là chúng ta có cái từ sniff, ok, sniff, sniff, được chưa nào, sniff. Thấy cái mô của em, cái mô dưới chạm răng trên chưa, sniff, đó, sniff, very good. Thì là cái âm short i đọc ie, và chúng ta âm f chúng ta phải có cái hơi tập ra. Đó là cái cách đọc âm f khi nó đứng đằng sau, được chưa. Rồi, cái âm g là ending sound. Khi mà cái âm g là ending sound thì chúng ta đọc như thế nào? Cái âm g là ending sound đó, anh chị cũng đọc là giống đơn giản là âm g, g thôi, đúng không? Thì chúng ta đọc như nào đây? Thì chúng ta có cái từ dog, dog, được chưa? Anh chị thấy sao ạ? Chúng ta đọc là dog, thì cái âm g chúng ta nghe rất là nhỏ, nghe rất là nhỏ, nên là lý do vì sao các anh chị khi mà anh chị để ý vào cái ending sound quá nhiều thì từ từ anh chị lại càng không hiểu. Tại vì sao khi cái bọn bọn Mỹ đó, hoặc là bất kỳ một cái bài nào khi mà nói tiếng Anh thì người ta nói rất là nhanh, dog, cái âm g thậm chí các anh chị không nghe thấy. Nhưng cái gì chúng ta cái cần chúng ta để ý là để ý cái độ dài của nguyên âm của các bạn ấy nói, chứ không phải là cái độ ending sound, được chưa? Nhưng mà chúng ta lại để ý vào cái ending sound thì chính cái điều đấy khiến cho làm sao chúng ta lại bị cái vấn đề là chúng ta nghe không hiểu đúng không? Và nghĩ rằng người ta nói nhanh quá, đúng không? Thì cái chúng ta cần chú ý, cái trọng tâm nhất đó là cái độ dài, xem là họ kéo cái độ dài như thế nào để chúng ta phân biệt. Thì chúng ta không để ý thì chúng ta lại để ý đến cái ending sound, được chưa? Cái ending sound nó là phần rất là nhỏ thôi cho các anh chị thôi, còn cái quan trọng nhất vẫn là cái độ dài nguyên âm, là từ đỏ đỏ, thấy cái độ kéo dài chưa, đấy, cái độ kéo dài nguyên âm nó rất là quan trọng. Very good. Rồi, hoặc là chúng ta có cái từ gì nữa nào, log, được chưa, log, được chưa, âm o, short o, đọc chữ o của Việt Nam, đừng có ngậm miệng, là log, very good, log, được chưa, rồi, good job. Cái âm g chúng ta thì cần đọc như thế là g, g, đọc đúng cái độ dài của nguyên âm của cái âm đó, được chưa? Hoặc là d, d, ie, short i, hạ cầm xuống một tí, đọc ie, được chưa? Âm g kéo dài, vì anh sao là âm g kéo dài một tí này, d, được chưa? D, very good. Rồi, thì sau tiếp này, cái âm g, xong rồi chúng ta sẽ sang cái âm j. Âm j này đó anh chị, thì khi mà âm J này đứng đầu em đã nói là giống cái gì ạ? Giống âm CH, nhưng mà mình gần cái giọng xuống, giống âm kia là chữ chị. Bình thường ta đọc là chị tôi chưa có chồng, đúng không anh chị? Chị tôi chưa có chồng. Nhưng mà bình thường khi đọc âm J này ta hạ giọng xuống, ta gần cái giọng xuống một tí, đúng không? Không nên rơi ra ít hơi thôi, được chưa? Đã có là chị tôi chưa có chồng, chậm chậm chậm. Chúng ta chu cái môi ra một tí này, chậm
chuyển, thì đấy chính là âm J trong tiếng Anh, được chưa? Cái âm J này trong tiếng Anh đó, khi nó đứng đầu chúng ta đọc như vậy, và khi nó đứng sau như thế nào? Thực ra khi đứng sau thì hầu như là chúng ta không có phân biệt nhiều khác nhiều giữa âm J và âm CH. Âm CH đúng không ạ? Hai cái âm này khi mà nó đứng gần any sound, nó là any sound, J nó là any sound, thì gần như là người ta không nghe được cái sự khác biệt giữa cái âm J và âm CH, được chưa? Âm J và âm CH, bởi vì sao? Người ta chỉ nghe được cái gì thôi ạ? Người ta chỉ nghe đến cái độ dài của cái nguyên âm thôi. Còn khi mà đọc thì anh chị có thể đọc cái âm trưởng cũng được, hoặc là âm trưởng, bởi vì nó giống nhau, được chưa? Nghe nó gần như là giống nhau hoàn toàn luôn đấy anh chị, được chưa? Rồi thì ví dụ như ta có cái từ gì ạ? Từ age, cái từ tuổi này, age, thì khi mà anh chị phiên âm đó thì đọc là s, rất nhiều anh chị đọc là gì, từ này là ss đúng không ạ? Cái tuổi một cái tầm đọc là ss thôi, anh chị nghe được không ạ? Thì khi mà chúng ta phiên âm ra trong từ điển ASD, chúng ta biết là khi phiên âm rồi, ký hiệu phiên âm đọc như thế nào rồi đúng không ạ? Thì làm sao âm A chúng ta đọc là gì? Là long A rồi, chúng ta đọc là A. Và âm J hôm nay được học rồi, chúng ta ghép vào, chúng ta đọc rất là dễ là age, được chưa? Age. Và hai nữa gì ạ? Cái letter J này khi mà đứng đằng cuối thì chúng ta thấy rằng nó không nằm trong bảy cái âm mà chúng ta nghĩ chúng ta phải đọc nhanh, đúng chưa? Thì chúng ta phải kéo dài ra một tí là age, được chưa? Age. Như thế thì cái người Mỹ người ta nghe đó, người ta hiểu với anh chị luôn là nói đến là cái chữ age, được chưa? Age đó chính là cái âm người ta biết ngay, đó là cái letter J chứ không phải là CH đó. Và đó rất là quan trọng đó, anh chị thấy không? Đó là rất là quan trọng để chúng ta phân biệt được là thực sự người ta nói cái chữ nào. Rồi, good job. Ok, rồi bây giờ đến sang cái âm tiếp theo là cái letter K. Thì cái âm K đứng đằng sau thì nó như thế nào? Nó có khác gì so với âm K khi đứng đầu hay không? Đúng không ạ? Thì cái âm K đứng đằng sau á, thì cái cách đọc của nó này thì anh chị cũng giống như là thế, chúng ta có cái sự bật ra. Đấy, ví dụ như là chúng ta có cái từ lock, được kia, lock. Hai cái letter C và K đó nó chỉ lấy một âm thôi là âm K, là lock, very good. Hoặc là shock, được chưa? Shock, shock, very good. Shock, được chưa nào? Good job. Thì khi anh thấy âm đó, hoặc là chúng ta có gì đấy, pork, được chưa? Pork, very good. Pork, âm P bật hơi ra và âm K, được chưa? Pork, very good. Thì khi mà anh chị đọc cái âm letter C, cái âm K này đó ở cuối đó, thì chúng ta thứ nhất là chúng ta bật hơi ra, được chưa? Pork, shock, and lock, được chưa? Tuy nhiên đọc any sound là đúng rồi. Tuy nhiên thì chúng ta đọc, chúng ta nói như thế, nhưng mà chúng ta đúng nhưng mà chưa đủ, được chưa? Thì trong tiếng Anh đó thì chúng ta còn có một cái nữa, còn cái luật ý nghĩa nữa, đó là gì ạ? Âm K khi mà đứng đằng sau thì chúng ta có quyền là phát hoặc là chúng ta có quyền không phát, nó gọi là free variation. Free variation tức là anh chị có quyền tự do mình phát cái âm K ra cũng được, hoặc không mình ngắt cái âm đó, mình ngắt luôn cái âm đó thì người ta vẫn hiểu và rất là chính xác. Đấy, tức là gì? Chúng ta nói thì cũng phải nói cho đủ, đúng không? Nói đầy đủ, chúng ta hiểu cho đầy đủ, tức là gì? Âm K any sound chúng ta có quyền phát ra, đúng rồi. Và có cái nữa, thứ hai nữa là gì? Đủ nữa là chúng ta phải gì? Chúng ta có quyền ngắt cái âm K, người ta vẫn hiểu. Vì sao lại thế ạ? Ví dụ như anh chị thấy này, lock đấy gọi là ngắt rồi, shock đấy lại gọi là ngắt, là pop vẫn được ngắt, được chưa? Thì vì sao lại thế? Là vì là người ta vẫn hiểu được cái đấy nghĩa là gì. Những người Mỹ người ta nghe, người ta vẫn hiểu được anh chị khi mà anh chị ngắt, đúng, được chưa? Chúng ta ngắt chứ không phải là chúng ta bỏ nhá, chúng ta không đọc là bóp hay là gì đó, lock gì đó, không phải là ngắt này, ngắt lại cái đó, chúng ta định nói chúng ta ngắt lại, lock, shock, pop, được chưa? Đấy gọi là ngắt đấy, free variation. Rồi, very good. Thì đó là khi mà em chia sẻ, đấy là cái âm mà nó đầy đủ nhất, cái lý thuyết về đầy đủ âm nhất thôi, tất cả các anh chị, để anh chị có thể đọc được tốt nhất. Ok nào, thì ví dụ thường á, khi nào thì chúng ta ngắt và khi nào mà chúng ta đọc rõ ra, thì thường khi mà các anh chị đọc một chữ thì chúng ta đọc bật cái hơi ra, chúng ta bật rõ ra. Còn khi mà nếu mà chúng ta đọc một câu ấy, thường chúng ta sẽ ngắt, hoặc là nếu mà chúng ta phát thì khi mà nó là cái từ cuối cùng của câu thì chúng ta ngắt. Ai đó mà bảo chúng ta là đọc rõ ra thì chúng ta bật ra cho họ thấy, còn thì nếu mà không thì chúng ta có quyền chúng ta lựa chọn, được chưa? Ok rồi, ra đây kết nào. Tiếp theo nào, chúng ta có đến cái âm L, âm số 7, đúng không ạ?
Âm số 7 khi mà ending sao thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Thực ra đó anh chị, âm này rất là dễ thôi, nhưng mà nhiều khi mà chúng ta không biết, chúng ta nghĩ là nó giống như âm L đứng đầu nhưng mà hoàn toàn không phải. Âm L đứng đằng đầu thì chúng ta đọc rất là bình thường giống như âm L, L của tiếng Việt vậy, được chưa? Thì chúng ta thấy âm L đứng đầu thì đơn giản rồi, nhưng mà khi mà âm L đứng đằng sau thì như thế nào? Âm L đứng sau nó hoàn toàn khác với âm L đứng đầu anh chị nhá. Thì cái cách đọc của âm L đứng đằng sau ending sound đó, tức là cái từ cuối cùng của nó đó, thì chúng ta làm sao cái cách đọc này? Đưa từ từ cái đầu lưỡi chạm lên phía trên, chạm lên cái lợi răng phía trên, đưa từ từ. Thứ nhất là đưa từ từ cái đầu lưỡi chạm lên cái chân răng phía trên, được chưa? Thì đấy là âm L đứng đằng sau, đưa từ từ nhá, cái từ khóa là đưa từ từ, được chưa? Rồi, thì ví dụ như nào? Thế này, chúng ta đọc thế nào ạ? Shut eye sẽ đọc là ie, đúng chưa? Chúng ta đọc là yêu, được chưa? Yêu không phải là yêu gì đó, được không? Nó phải là yêu, ie được. Yêu, yêu, đưa cái đầu lưỡi từ từ lên chứ anh đừng đưa yêu, yêu, là không phải đưa từ từ, nó phải là yêu, đưa rất là từ từ nhẹ nhàng, yêu, được chưa? Smile, anh chị thấy này, smile, được chưa? Khi mà cái đâm ra này, coi anh chị, tiếng mèo, được chưa? Smile, đấy. Thì nhiều khi rất nhiều người đọc á, người ta bảo đọc là smile, smile, tức là người ta cố tình tạo ra cái từ ồ đó, nhưng mà thực ra đó âm L đó, thì khi mà anh chị đưa đúng cái vị trí, đưa chính xác cái nhịp điệu đúng với cái vị trí và cái âm nó, thì chúng ta sẽ đọc chính xác luôn cái âm ở, tự động nó ra chứ không phải người ta cố tình người ta ép, đúng không? Chúng ta phải làm sao đọc một cách tự nhiên, đọc tự nhiên là smile, được chưa? Smile đó. Khi mà anh chị đọc được âm L đưa lên từ từ như vậy thì anh chị đọc rất là chính xác, đọc rất là hay. Và sau này khi mà chúng ta có gì ạ, thế nó có cái từ là smiling, ok, smiling, thì chúng ta đọc rất là dễ, thêm âm in vào là smiling, được chưa? Very good. Và chúng ta có cái từ gì nào, yêu, nó có từ kill, được chưa? Kill, đúng không? Kill, kill gì đó đúng không, bị sai, là kill, short eye và đưa cái đầu lưỡi từ từ lên. Kill, very good. Rồi, thì đấy là một trong những cái mà khi mà anh chị đọc anh âm L anh chị cần phải để ý. Ok, rồi chúng ta đi tiếp cùng với nhau sang cái âm tiếp theo, đúng không? Âm số 8, âm em khi mà nó đứng đằng, khi mà nó đứng đằng cuối, đúng không? Thì âm em khi đứng đằng cuối thì như thế nào? Thì âm em chúng ta được gọi đó là cái âm mũi, một trong những cái âm mũi trong tiếng Anh. Thì đơn giản là anh chị chỉ cần các anh chị ngậm cái môi vào xong thì tự nhiên là cái gì ạ, chúng ta nghe thấy cái mũi chúng ta, cái mũi chúng ta nó rung, thì đấy là cái âm mũi, được chưa? Thì chúng ta có những từ ví dụ như là gì, mom, ok, mom, ok, very good. Hay là chúng ta có cái từ này, name, loại a này, name rất là hay đúng không, không phải là name, name, name gì đó, được chưa nào? Rồi, hoặc là chúng ta có những từ ví dụ như là num, num, được chưa? Âm b, âm b, âm em b mà đi với nhau đây, chị âm em b đi với nhau thì âm âm b là âm câm nhé, âm câm, được chưa? Âm b này là âm câm, được chưa? Giờ thì đọc thôi, chúng ta đọc là num, very good, num, good job. Rồi đấy là âm và tiếp theo khi mà anh chị thấy là âm số 9, âm số 9 của chúng ta có là âm em, âm em này cũng là một trong những âm mũi, cũng là một trong những cơ mũi giờ chúng ta phát ra thấy là rung lên, mũi chúng ta bị rung lên, được chưa? Và chúng ta có cái từ gì ạ? None, thấy không? None, very good, thấy không? Hoặc là gì đây ạ? Xiên, xiên, hoặc là xin, xin, cái chữ này có hai cái đọc nha anh chị. Sorry, chữ này chúng ta đọc là xin, và cái đọc xin của chữ này chúng ta đọc hai cái đọc này. Là chúng ta có thể đọc là bin, long y là y là bin, hoặc là chúng ta đọc là trong short i là bin, very good. Rồi thì chúng ta thấy âm chúng ta phải có cái âm đó, nếu không là bin không, bin không thì chúng ta bị thiếu một âm n đi, âm n rồi, đúng chưa? Rồi cái chó đó là cách chúng ta đọc thì nghe rất là hay, khi mà anh chị thấy là có cái âm mũi mà âm nó đầy đủ đó, tại sao nhiều người ta nói hay như vậy, đúng không? Bởi vì người ta đọc chính xác nhất, chính xác hay là đầy đủ các cái âm, đúng chưa? Chính xác âm nào. Rồi. Âm số 10 ạ. Âm số 10 thì chúng ta có cái gì đấy ạ? Âm số 10 là âm cái P đứng sau. Âm P này đứng đằng sau, đứng của cuối cùng của một chữ thì chúng ta đọc như thế nào?
thì chúng ta đọc là có bằng cách ngân gọn một không, là hoặc chúng ta phát ra liệm, được chưa, liệm đó, liệm, very good. Thì chúng ta đọc cái âm pi chúng ta bật ra thì chúng ta sẽ biết là liệm đó. Thì cái âm pi này là nằm một trong bảy cái âm của chúng ta đã được học đúng không ạ, bảy cái âm của voiceless hay là bảy cái voiceless đấy, chúng ta có quyền là chúng ta phát ra đúng chưa, và chúng ta đọc ngắn thì nguyên âm đấy lại là liệm, được chưa, liệm, very good. Và cái âm này cũng là một trong những cái âm mà chúng ta gọi, gọi là âm free variation. Free variation là như nào? Free variation tức là anh chị có quyền phát hoặc là anh chị có quyền ngắt gần vào đi đều được ha. Ví dụ như anh chị có quyền là đọc là liệm hoặc là anh chị đọc là liệm, được chưa, liệm, chúng ta ngưng lại luôn ở đấy thì chúng ta gọi là ngắt cái âm đi và người ta đều hiểu của anh chị, được chưa. Còn quý vị nữa là stop, chúng ta đọc là stop được đúng không, hoặc là chúng ta có thể là ngắt này, stop, stop, được chưa, chúng ta ngắt âm pi đi và người ta đều hiểu. Hoặc là gì đây ạ, cái từ này là pop, được chưa, pop, thì anh chị có quyền bật ra hoặc là sao ạ, anh chị có quyền ngắt này, anh chị ngắt âm pi đằng sau đi nhá, âm pi đầu chúng ta bắt buộc chúng ta phải phát, âm pi đằng sau chúng ta ngắt này, pop, pop, ngắt luôn ở đấy, pop đó, thì người ta đều hiểu anh chị là cái âm đó là cái chữ gì, cái chữ đấy là chữ gì, được chưa. Very very good, đó là âm gọi là âm free variation. Free variation là chúng ta âm này chúng ta có quyền chúng ta phát và có quyền chúng ta ngắt đều được đúng không? Thì tại sao lại như thế? Thì nhiều người sẽ nói là cái cơ sở gì lại tại sao lại là phải như thế là đúng đúng không ạ? Thì em sẽ cho anh chị một cái câu để anh chị có thể giải thích. Rồi, có thể nói với họ là gì ạ? Khi mà nghe người Mỹ đó, nếu mà anh chị nói là nếu như ai đó nói với anh chị là gì ạ, bắt buộc tất cả những cái đánh sang chúng ta phải phát ra, thì cái từ này thì như nào? Thế mà nếu ở trong cái câu này chẳng nghĩa tôi lại đọc là I want a cup of coffee, có phải đọc như thế không ạ? Nếu mà như vậy thì người Mỹ người ta phải phát ra, lúc nào người ta phải phát ra người ta sẽ đọc như nào? I want a cup of coffee. Anh chị có bao giờ nghe như thế không ạ? No, never, đúng không? Thì đây là một trong những cái là gì ạ? Nếu như chúng ta biết được cái free variation, tức là cái cách mà chúng ta có quyền ngắt hoặc là chúng ta có quyền phát ra, thì chúng ta sẽ đọc một cách rất là nhẹ nhàng, rất là dễ dàng. Là chúng ta ngắt âm chi đi là gì ạ, I want a cup, tức là gì ạ, I want a cup of coffee, rất là dễ dàng, I want a cup of coffee, ok, I want a cup of coffee, đọc dễ dàng hơn I want a cup of coffee chưa? Mà thực sự cái anh chị sẽ không bao giờ anh chị nghe người Mỹ người ta nói như thế. Và đây là một trong những cái ví dụ để thấy rằng là gì ạ, chúng ta có quyền là chúng ta phát hoặc là không phát. Và người Mỹ trong những câu như thế này, người ta chỉ phát khi mà nó là âm là cái chữ cuối cùng thôi, cái chữ cuối cùng một câu thôi người ta phát ra. Còn nếu không á, người thường người ta ngắt đọc rất là nhẹ nhàng dễ dàng cho họ, người ta không đọc cái vấn đề là lúc nào người ta cũng phát thì rất là mệt mỏi, và nó cũng không phải là cái ngôn ngữ tự nhiên, được chưa? Ok. Rồi, thì đấy là cái cách để anh chị có thể chỉ, anh chị có thể lấy cái ví dụ để anh chị có thể nói cho họ biết đúng không ạ? Thì chia sẻ họ biết là cái điều này, được chưa? Đó là cái âm P tiếp theo nào, cái âm R, cái âm R chúng ta như nào đấy ạ? Cái âm R của chúng ta đó thì khi mà anh chị đọc đúng không ạ? Khi mà nó là cái âm đứng đằng sau rồi, thì giống như là cho em đã chia sẻ các cái vowel cộng với cái âm R, cái buổi hôm thứ năm đấy anh chị, vowel cộng với cái âm R. Chúng ta hơi cái gì ạ, nghe nó hơi một tí, chúng ta nói xong, đúng chưa? Chúng ta ví dụ như gì ạ, stir, đúng không? Hoặc là sir, ok, sir, đúng chưa? Là sir, đó, stir, her, ok, her, đó, ra cong cái đầu lưỡi lên, nghe hơi một tí, her, được chưa? Đó là cái âm ơ, chúng ta đã xem cái video của cái hôm mà cái âm vào cộng cái âm ơ đã, chị sẽ thấy rất là rõ. Rồi, thì cái âm này chúng ta đi rất là nhiều rồi, chúng ta sẽ đi tiếp luôn sang âm S gì? Âm số 12 ạ. Âm số 12 chúng ta có âm S gì? Âm S gì thì như nào? Âm S gì đó anh chị, khi mà các anh chị đọc cái âm này thì bắt buộc chúng ta phải, khi mà nó là ending sound, âm cuối cùng chúng ta bắt buộc phải có phát nó ra. Đó là cái âm non-stop. Non-stop nghĩa là gì ạ? Non-stop nghĩa là anh chị cứ phải nó không được phép bật ngắt, nó không được phép dừng mà bắt buộc ra phải có messy ra. Đó. Thì ví dụ chúng ta có ví dụ là gì ạ? Rất là nhiều đúng không chị? Chúng ta có legs, được chưa? Legs. Đó.
là một con S thì chúng ta phải có, đúng chưa? Hoặc là gì ạ? This, ok, this, this, ok, âm S thì chúng ta phải bật ra, this, đó, this, ok, rồi chúng ta có này, là cats, được chưa? Cats, đó, âm S thì chúng ta phải bắt buộc chúng ta phải có, cats. Nếu không chúng ta không biết là, chúng ta không hiểu anh chị đang nói số nhiều, số ít, không biết là âm S thì là con mèo, một con mèo hay là nhiều con mèo, nên là bắt buộc anh chị phải phát ra là cats, đúng chưa? Không phải dừng lại. Đó, thì âm S thì anh chị đơn giản là để làm sao cái hơi nó ra hai giữa hai kẽ răng mà anh chị sẽ đọc được, được chưa? Rồi tiếp nào, âm T nào, âm số 13 là âm T. Âm T này đó em đã giải thích rõ hơn, đó là sao chúng ta có quyền ngắt rồi đúng không? Là I want, want, đó, want, want, đó. Thì làm sao thì chúng ta có quyền chúng ta ngắt ra want, hoặc là cái từ khác ví dụ là gì ạ? Hat, được chưa? Hat, fat, được chưa? Sat, ok. Thì khi đấy á thì anh chị sẽ thấy làm sao chúng ta phát tất cả những cái âm vừa rồi là em đều phát âm chi ra. Tuy nhiên á, lại âm này là giống con p và âm k là chúng ta có quyền ngắt hoặc là bật cái phơ hơi âm này ra, được chưa? Thì tại sao cái âm chi này rất là rõ hơn, nếu như thêm một cái ví dụ nữa để anh chị có thể giải thích này. Thì khi mà anh chị nói hình dung sang tiếng Việt nhá, chúng ta chuyển sang tiếng Việt một tí nhá, là gì ạ? Cái từ mít, anh chị sao ạ? Mít, chị đọc cái chữ mít của Việt Nam đi, mít thì sao? Ngay lập tức á thì anh chị đọc cái chữ mít, dừng lại cái chữ mít thì anh chị thấy cái đầu lưỡi của anh chị có phải để đúng cái vị trí của chữ T không? Chữ T của tiếng Việt không? Mít, đúng không? Mít, very good, đúng rồi, nhận ra rồi. Mít tức là gì? Ngay lập tức nó để cái vị trí cái đầu lưỡi khẩu hình của chúng ta ở vị trí âm tờ luôn rồi, âm tờ của tiếng Việt rồi, đúng chưa? Thì đấy là mặc dù ạ, chúng ta không phải bật là mít thì người ta làm sao, người ta biết là cái từ mít đấy chính xác là cái gì ạ? Thì anh chị nghe cái anh chị biết luôn là gì, là khi mà đọc cái chữ mít đấy thì vị trí cái đầu lưỡi người ta đang để ở cái vị trí âm tờ rồi đó. Thì làm sao chúng ta, thì trong tiếng anh đó anh chị khi đọc cái chữ what thì ngay lập tức cái âm chi nó đứng ở đầu lưỡi anh chị rồi, và người ta biết là có cái âm chi đấy, người ta biết mặc dù anh chị không ngắt không phát nhưng mà người ta vẫn biết là anh chị có cái âm chi, được chưa? Thì đấy là một trong những cái mà có thể là nhiều người ta vẫn thắc mắc, thì chúng ta đã giải thích cho họ cái từ mít trong tiếng Việt đó. Đấy, thì người khác đọc là người mình cũng biết là cái từ mít đó làm sao cái âm t nó bắt buộc nó phải để vị trí âm tờ rồi, âm tờ của tiếng Việt, thì người ta mới đọc được từ đó. Thì ngay cái chữ thế thì sang tiếng Anh người ta có từ want, thì ngay lập tức là gì ạ? Anh chị đã thấy là chúng ta không phải phát nhưng mà cái âm t đấy nó đặt đúng cái vị trí ở đầu lưỡi luôn, được chưa? Hay là hat, chúng ta đặt, chúng ta ngắt này, hat thì cái đầu lưỡi chúng ta đúng vị trí âm t trong tiếng Anh. Fat đúng luôn, không cần phải phát bật là fat mà nó đọc là fat hoặc là sat vẫn chính xác, được chưa anh chị? Đấy là cái quyền của anh chị đã được mở rộng thêm được cái gì ạ? Là chúng ta biết thêm được cái mở rộng hơn, tức là có quyền phát, chúng ta chọn phát cũng được hoặc không phát cũng được, các bạn phát thì tùy các bạn, và tôi không phát thì cũng là cái chính xác, đúng chưa? Ngay cái đấy là cái âm thi trong tiếng Anh rồi. Thì đấy là cách để em chia sẻ, em giải thích cho anh chị nhé, rõ mà chúng ta có thể chia sẻ đối với mọi người. Rồi tiếp nào, cái âm V, âm V trong tiếng Anh, em sao kia là âm V trong tiếng Anh, cái này rất là đơn giản, nó ngậm môi thôi. Nó khác âm F là chúng ta có cái hơi bật ra, những âm nó phát từ trong cổ họng ấy, vậy được chưa? Ví dụ như là có từ gì nào, love, được chưa? Love, được chưa nào? Đó thì âm là chúng ta có cái từ how, được chưa? How, được chưa? How nó khác với là have. Hả? Đây anh chị, bây giờ anh chị có thể phân biệt được khoảng cái chữ này rồi đúng không? Một cái là gì ạ? Một cái là anh chị thấy rằng gì? Âm F là anh sao? Âm F thì nó nằm trong 7 chữ rồi, chúng ta đọc nhanh là have, được chưa? Còn cái chữ thứ hai chúng ta làm sao ạ? Chúng ta âm V, anh sao là V thì chúng ta đọc ngắn, được chưa? À chúng ta xin lỗi, là chúng ta kéo dài ra đúng không anh chị? Cái âm đầu tiên thì chúng ta đọc ngắn, và âm nguyên âm thứ hai chúng ta đọc dài, thì là have, thì chúng ta đọc dài. Còn thứ hai là đọc ngắn, còn thứ hai chúng ta đọc dài là như nào ạ? Have, được chưa? Have, đó. Thì khi mà người ta nghe anh chị nói như vậy đó, thì người ta hiểu luôn anh chị đang nói muốn là từ have hoặc là từ have,
chính là từ cái độ dài nguyên âm anh chị ạ. Độ dài nguyên âm nó quan trọng như vậy đấy. Rồi tiếp theo là âm số 15 ạ. Âm số 15 là cái là đó là âm G trong tiếng Anh được chưa? Đó thì cái âm này á thì rất là đơn giản, nhưng mà nhiều khi mà anh chị chúng ta để cái âm tức là sao ạ, chúng ta phát mạnh quá thì giống như cái âm đó, nghe thì ban đầu rất nghe thì chúng ta thấy cái vị trí mọi thứ là nó đặt giống cái mép xì, hai cái đầu răng trên và răng dưới ra chạm vào nhau đó, thì nghe tức là cái vị trí thì giống hệt nhau nhá, nhưng mà cái gì ạ, cái âm thanh nó khác là nó, đó hoặc chúng ta có cái từ là booze booze kéo dài tí này booze được chưa, đó thì fears được chưa, fears fears đó là cái âm gì trong tiếng Anh, nó một tí phát từ cổ họng và hai cái hàm răng chúng ta chạm vào nhau đó. Ok thì đây tức là gì ạ, chúng ta ôn lại một chút xíu, chúng ta ôn lại một chút xíu nhé, để cho anh chị có một cái overview, anh chị có một cái sự ôn lại, thì chúng ta sẽ có hỏi một vài những câu hỏi để giúp cho anh chị có thể là chúng ta trả lời, chúng ta tự trả lời và nhớ lại bài của chúng ta. Trong tiếng Anh thì có bao nhiêu là cái âm voiceless, bao nhiêu âm voiceless anh chị nhớ không? Âm voiceless là gì? Âm voiceless âm vô thanh. Đó, voiceless, voiceless, bao nhiêu âm voiceless? Đó, chúng ta tự nghĩ chúng ta đặt ra chúng ta cái câu trả lời nhé. Voiceless có thể là dừng cái video để chúng ta trả lời, chúng ta biết rồi. Cái này rất là quan trọng. Bao nhiêu âm voiceless âm vô thanh đúng không? Đó, thì đấy là cái câu thứ nhất. Cái câu thứ hai là gì ạ? Là chúng ta có chúng ta sử dụng cái độ dài nguyên âm như thế nào, độ dài của nguyên âm như thế nào, khi nào thì chúng ta đọc ngắn đó, khi nào thì chúng ta đọc dài được chưa, khi nào đọc ngắn và khi nào chúng ta đọc dài. Được rồi, cái đấy kết. Thứ ba nữa là chúng ta có bao nhiêu âm free variation, bao nhiêu âm free variation, tức là anh chị thấy sao, tức là chúng ta có free variation, tức là chúng ta có quyền ngắt hoặc là chúng ta có quyền phát. Khi nào thì chúng ta có thể dùng free variation, đúng không ạ? Khi mà cái nghĩa của cái từ đấy nó không thay đổi, chúng ta gọi là free variation. Anh chị hiểu chưa? Đúng rồi, very good. Free variation, tức là khi cái nghĩa của nó chúng ta ngắt hay là chúng ta phát nó không thay đổi, thì họ gọi là chúng ta dùng được free variation. Rồi, good job. Thì đấy là một trong những cái một vài những cái quy tắc trong tiếng Anh, những rules trong tiếng Anh rất là quan trọng. Đó. Anh chị cần phải nhớ và xuyên suốt những cái từ này, nó bảy âm nhé, bảy âm voiceless. Rồi good job. Thì để đi sâu hơn nữa thì trong ngày, trong cái buổi tiếp theo, trong cái buổi ngay bây giờ em sẽ chia sẻ tiếp cho tất cả các anh chị, tức là gì ạ, những cái luật chung trong tiếng Anh là như thế nào, đúng chưa, cái luật trong tiếng Anh là như thế nào. Thì cái general rules in English consonant sounds trong cái phần này đó, chúng ta có 36 tổng cộng chúng ta có 7 rules nữa trong tức là trong tiếng Anh đúng không, chúng ta có 7 rules này rất là quan trọng, thì em sẽ chia sẻ với anh chị luôn. Tức là cái unvoiced là gì và unvoiceless là gì, thì chúng ta quy ước với nhau này. Cái unvoiced là chúng ta quy ước bằng cái V cộng, được chưa, chúng ta quy ước là cái âm V cộng như là trong cái giáo trình của anh chị ạ, được chưa. Unvoiceless nó quy ước là âm V trừ, được chưa, đó được gọi là âm hữu thanh và âm vô thanh. Voice gọi là hữu thanh, còn voiceless chúng ta gọi là vô thanh, được chưa. Thì có bao nhiêu âm voiceless, như lúc nãy chúng em đã hỏi kiểu hỏi với anh chị rồi đúng chưa, chúng ta có 7 âm voiceless và 7 âm này chúng ta phải nhớ nhá, là P này K này, F, S, SS và CH, được chưa. 7 âm này là âm voiceless đó. Thì 7 âm này rất là quan trọng, bởi vì sao, nó còn liên quan đến cái vấn đề là âm trước ảnh hưởng đến âm sau, quy tắc đầu tàu âm trước ảnh hưởng đến âm sau. Ngày trước anh chị còn nhớ cái quy tắc là K and W không anh chị, cái K and W đó, thì đấy là một trong những cái thôi, mà sau này chúng ta còn rất là nhiều những cái âm khác, chúng ta sử dụng cái voice và voiceless này để chúng ta đi, chúng ta giải thích, chúng ta đọc, chúng ta chính xác hơn.
Ok. Và khi mà chúng ta khi mà đọc cái này á, chúng ta quy ước với nhau là gì? Chúng ta có 7 âm để cho nó dễ nhớ. Chúng ta quy ước luôn nữa là gọi là Lucky Seven, được chưa? Lucky Seven đó là tên cho nó, nhóm 7 thì những âm này gọi là Lucky Seven, tức là 7 âm may mắn, được chưa? Gọi là 7 Lucky Seven. Khi mà nhắc đến Lucky Seven thì anh chị nhớ luôn cho em là 7 âm này, được chưa nào? Rồi, good job. Đó. Ok. Và tiếp theo thì em sẽ đi cái phần initial and final digraph, thì phần đấy mình sẽ để sau lại một chút hai cái luật là initial and final glance thì mình cũng để sau một chút, bởi vì hai cái luật này nó khá là dài. Thì trong tiếp đấy, thì em sẽ nói đến cái the length of the vowels, thì mình đang đi cái voice và voiceless mà. Thì the length of the vowel là như thế nào? Đó, khi nào chúng ta áp dụng cái luật mà độ dài của nguyên âm, the length of the vowel chính là độ dài của nguyên âm, được chưa? Tiếng Việt. Thì khi chúng ta áp dụng đó là gì ạ? Khi mà cái tận cùng của một cái chữ nó là một trong những bảy cái âm này thì chúng ta đọc sao ạ? Đọc ngắn, còn ngoài ra thì chúng ta đọc kéo dài cái nguyên âm đấy ra, được chưa? Rồi kết. Thì chúng ta có những cái luật như thế, ví dụ như là chúng ta có gì but and but đó, but âm t chúng ta đứng đứng ở cuối là ending sound, thì âm t này nó nằm một trong cái bảy âm mà em đẹp kia là gọi là lucky seven chưa, âm t chưa thấy rồi đúng không ạ? Cầm tiếp này, thì khi mà đọc như thế đó chúng ta thấy là nằm trong một trong bảy âm đấy rồi ạ, chúng ta đọc ngắn short u, đọc chữ ớ là but but, được chưa? But very good, chúng ta không nó kéo dài ra. Còn chữ thứ hai là chúng ta thấy âm d để ending sound, âm d để ending sound thì chúng ta phải đọc sao ạ? Kéo dài ra, bởi vì sao nó không nằm trong bảy cái lucky seven, được chưa? Bảy cái âm lucky seven ra kéo dài ra, chúng ta đọc là sao? But, được chưa? But very good. Rồi tiếp theo thì chúng ta đi với nhau, đó là cái release và unrelease. Cái này bản chất là nó gì ạ? Chúng ta có quyền là phát hoặc là chúng ta có quyền là ngắt, đúng không? Có quyền phát ra hoặc là không phát ra. Cái buổi tức là vừa rồi trước em đã chia sẻ rồi đúng không ạ? Cho nên lại là free variation, nó thuộc là free variation. Anh quyền là quyền nhắc thì có bao nhiêu âm, có bao nhiêu âm mà chúng ta có quyền làm như thế, free variation ạ. Thì chúng ta có quyền nhả cái chữ ra, nhả cái âm này ra, phát cái âm này ra, và hoặc là chúng ta có quyền nhắc có bao nhiêu âm. Anh chị biết ra được không? Rồi, có tổng cộng là ba cân đúng không ạ? Ba cân mình có quyền ký ký thầy, và ba cân này anh chị có thể thấy là chúng ta có quyền ngắt hoặc là chúng ta có quyền phát, chúng ta quyền chúng ta ví dụ là thọ thọ anh thọ, ba cái chữ này anh chị đã thấy này, khi mà anh chị đọc là thọ người ta phân biệt được ngay, thọ người ta phân biệt được sự khác nhau, thọ người ta phân biệt được sự khác nhau, bởi vì cái ending sound nó khác, anh chị đừng có sợ nhá, không phải là chúng ta phải phát ra thì người ta mới hiểu được, không phải đâu nhá. Vì là chúng ta học rồi thì chúng ta hiểu ngay được là có những cái mà chúng ta có quyền là ngắt bọn nó vẫn hiểu là pop pop, chữ đầu tiên. Chữ thứ hai là pop, cái khẩu hình khác không pop, và chữ cuối cùng là pop pop. Đó, ngay lập tức chúng ta hiểu thấy là cái cách đọc của mình có hiểu cái cách chúng ta đọc chính xác như nào. Và một cái luật rất là quan trọng nữa là gì đây, tất cả cái âm ending sounds trong tiếng Anh nó đều được reduce sounds, tức là như nào, nó bị giảm cái âm này rồi anh chị ạ, giảm âm rất là nhiều đó. Không phải là I like it nữa mà chúng đọc là I like it, chứ không phải I like it, thì sẽ khác nhau chưa? Thì cái gì, âm like trong chữ like này các em đã nói rồi, chúng ta đọc chúng ta có quyền ngắt hoặc có quyền phát thì âm k ra, nên nó quyền là like, được chưa? Like đó hoặc là like đó. Nhưng mà chúng ta sao, nếu mà khi mà trong câu đó thì chúng ta phải giảm cái âm k đi rất là nhiều, được chưa? I like it, được chưa? Và gì nữa, khi mà ai chị nói ấy, thì cố gắng cái từ like này chúng ta dùng rất là nhiều. I like gì đó, I like to go to school, đúng không? I like to go to the zoo, hay là I like to play with you. Ok, thì khi mà I like anh chị nhớ ngắt, chúng ta phải ngắt rõ, và không á anh chị đừng còn kéo dài là I like gì đó. Tức là gì, khi anh chị nói như vậy á thì là gì, nó thành cái chữ like này, chúng ta cái chữ like là nó dối đó, nó xạo, nó dối gì đó, được chưa? Thì không đúng, mà bắt buộc chúng ta phải đọc gì I like, thì sau đó chúng ta mới thích là thích cái gì chúng ta nói ra, ngắt cái âm nó đi, hoặc là I like gì đó chúng ta nói, chứ không là I like thì là bị sai rồi, được chưa nào? Thì cái từ rất là đơn giản thôi, nhưng chúng ta cũng phải chú ý để chúng ta đọc chính xác, để tạo thành thói quen đọc chính xác tất cả cái từ. Ok, thì đây là những cái luật mà cực kỳ là quan trọng
đó cực kỳ là quan trọng và anh chị có thể áp dụng vào rất là nhiều bài đọc. Ví dụ nhé, anh chị thấy này, khi mà chúng ta học về cái động từ, không biết anh chị còn có nhớ về cái phần mà động từ hay không, tức là gì, khi mà chúng ta cộng một cái động từ đó mà chúng ta chia mà chúng ta cộng ed, động từ cộng ed thì nó sẽ cho chúng ta là âm thi, âm đi hoặc là âm đấy. Anh chị có nhớ cái điều này không ạ? Ok, thì trong tiếng tiếng là gì thì các anh chị bảo thì nhiều thầy giáo thầy cô bảo là nhiều khi mà chúng ta học á thì bảo là cái này phải nhớ đúng không ạ, chúng ta phải nhớ thì chúng ta biết là khi nào chúng ta đọc là thi, là chúng ta đọc là đi và khi nào chúng ta đọc là liệt đúng không ạ. Đấy, thì ok nhớ cũng được, nhưng mà khi mà anh chị đã học được cái phần mà về ngữ học, về liên quan đến lên đến mức là tức là cái học về ngữ âm rồi, chúng ta có hẳn một cái kiến thức về âm rất là chắc rồi ạ, thì không phải anh chị không nhớ nữa, đơn giản ASD không cần phải nhớ một tí nào luôn. Thì anh chị làm sao, anh chị chỉ cần biết được cái quy tắc này, ngành một vài tức là một ứng dụng cái luật trong tiếng Anh cho anh chị giải thích là cực kỳ dễ. Thì như nào, thì động từ mà cộng ed thì sẽ ra là thi đi hay lại đúng không, thì chúng ta có cái từ ví dụ như là chúng ta lấy một cái ví dụ nhá, một cái ví dụ mà cộng với ed được chưa, thì ví dụ như này, lock khóa, động từ khóa, thì bây giờ chúng ta thêm cái động từ ed để nó trở thành cái động từ quá khứ đúng không, lock chúng ta cộng này cộng với ed đúng chưa, thì chúng ta có cái gì đây như này được chưa anh chị. Thì bây giờ cái câu hỏi đặt ra là gì, thế cái ending sound của cái động từ trong quá khứ đọc vào thi, đi hay là did đúng không anh chị? Đó, thì để chúng ta giải thích bằng cái vấn đề về ngữ học thì chúng ta giải thích làm sao, anh chị chỉ cần nhớ cho em cái luật, chúng ta áp dụng những cái luật chúng ta đã được học thôi. Luật gì ạ? Âm trước ảnh hưởng đến âm sau, biến âm sau thành âm trước được chưa? Âm trước ảnh hưởng đến âm sau và biến âm sau thành âm trước nhá. Thì nào, cái từ lock ending sound là gì đây anh chị? Ending sound của từ này đây, ending sound nó là gì? Ending sound nó là âm k đúng không, âm k nhất là âm k. Các em hỏi tiếp cái âm k này của chúng ta đó, nó là âm voiceless hay là voiced, âm voiceless hay là voice, đó là âm âm voiceless, âm k này nó gọi là âm voiceless được chưa, âm k là âm voiceless. Very good. Tiếp nào, cái luật tiếp chúng ta nghĩ là gì ạ? Âm trước ảnh hưởng đến âm sau và khi được cộng vào động thì là ed đúng không? Khi cộng là động thì là ed. Thì anh chị thấy rằng ạ, nhớ cho em một điều thôi, tức là gì? Động từ bây giờ chúng ta này, động từ á, mà cộng với ed thì chỉ nhớ là cho khi hoặc đi rồi. Bây giờ đơn giản chúng ta nhớ khi hoặc đi, được chưa? Thì bây giờ này, âm k là âm voiceless, nó là âm voiceless. Và thì bây giờ nó là âm trước đúng không, thì bây giờ chúng ta cộng thêm ed thì nó sẽ cho chúng ta âm gì, âm voiceless cộng thêm ed thì cho chúng ta âm thi hay là âm đi, âm thi đúng không, âm thi. Bởi vì sao? Bởi vì âm voiceless nó phải đi với voiceless, âm trước ảnh hưởng đến âm sau mà, biến âm sau thành âm trước được chưa, âm trước ảnh hưởng đến âm sau, âm trước ảnh hưởng đến âm sau và biến âm sau thành âm trước được chưa. Đấy, cái luật như này, xem k là âm voiceless đó, thì ngay lập tức nó là âm trước rồi, cộng ed là âm sau thì cho chúng ta cái âm gì ạ, âm thi. Âm thi thì bắt buộc là bởi vì sao âm thi, bởi vì sao âm thi ở trong đây thì nó lại là âm voiceless, còn âm đi nó là âm voiced, hai cái âm khác nhau. Thì âm theo cái luật này, theo cái quy tắc này trong tiếng Anh thì bắt buộc chúng ta chọn chúng ta là âm thi được chưa, âm thi nó mới là chính xác. Thì khi mà chúng ta biết được cái luật như thế đó thì âm này chúng ta biết ngay là ending sound nó là gì, ending sound là âm thi luôn, là locked, locked được chưa, rất là dễ không, rất là tuyệt vời đúng không. Bây giờ mình biết điều đấy, chúng ta không cần phải nhớ, chúng ta có thể sử dụng cái kiến thức về ngữ học chúng ta giải thích được cái điều này, tuyệt vời không anh chị. Rồi, good job. Hoặc là chúng ta có thể lấy một vài những ví dụ khác được chưa, chúng ta có từ gì nào, chúng ta lấy cho chúng ta một vài ví dụ khác, mà cái động từ cộng thêm đi mà chúng ta chỉ nhớ là cộng là cho chúng ta là thi hoặc là đi thôi nhá. Chúng ta sử dụng nào, từ book được chưa nào.
Nào, từ book, book, được chưa? Khi mà cộng thêm ending sound nó là gì? Thứ nhất là một là ending sound là gì? Ending sound là gì nào? Là âm cây đúng không? Âm cây là âm gì đây? Âm voice, là... dễ chưa? Rồi, thứ hai là gì đây ạ? Khi mà cộng với ed đúng không? Là voice rồi, cộng với ed thì cho chúng ta âm t hay là cho chúng ta âm d ạ? T hay âm d? Âm k là âm trước rồi đúng không? Là âm đứng trước thì chúng ta có âm âm t đúng rồi. Very good, cho chúng ta âm, cho chúng ta âm t, được chưa? Đó, vậy thì khi mà chúng ta biết được điều này rồi đó, âm trước ảnh hưởng âm sau và biến âm sau thành âm trước cho âm t rồi, thì cái chữ book khi mà cộng thêm với ed chúng ta đọc là ending sound là gì đây? Là âm t, là booked, được chưa? Booked, very good. Hiểu cái điều này chưa này? Booked. Đó, cái ví dụ thứ hai đã làm cho anh chị hiểu hơn chưa? Đó, nó chỉ cần trả lời như thế. Chứ con nhìn cái ending sound nó là âm voiceless hay là âm voice thì nó chọn chúng ta là âm t hay là chọn chúng ta là âm d, rất là dễ dàng và không phải nhớ gì cả, đúng không? ASD nó dễ lắm, nó không phải nhớ, được chưa? Rồi, thì còn khi mà như khi mà chúng ta đã biết được cái điều này rồi đó thì sao đây? Thì vì ví dụ khác chúng ta chuyển sang cái nếu là âm đi thì như nào, được chưa? Đi thì như nào nhá. Âm đi, chúng ta lấy một cái ví dụ về âm đi mà cộng thêm với cả động từ đi đúng không? Chúng ta có cái từ gì đây ạ? Ok, từ close, đúng không? Close, được chưa? Close, mặc dù anh chị để ý này, nó vừa là viết là S gì á, nhưng mà nó không phải là S gì đâu, anh chị tra cái từ này trong từ điển ASD, nó thành là gì ạ? Từ này cơ. Nó là âm G, được chưa? Close. Thì thứ nhất là cho em hỏi, nhưng mà nhìn trong cái từ điển á, cái âm G này này, chúng ta có là âm voiceless hay là âm voiced, đó, anh chị? Âm voiceless hay là âm voiced? Âm voiceless là nó nằm trong cái bảy âm không? Âm voiced nếu như nó không nằm trong bảy âm, được chưa? Rồi, âm G này anh chị đã biết ngay, chúng ta biết ngay đó là âm voiced, tức là không nằm trong bảy âm kia, nó là âm voiced, được chưa? Đúng chưa? Ending sound, nhất là ending, nhất lại một là ending sound là âm G. Âm G này là nó gọi là âm voiced. Cái thứ hai thì nó cho khi mà là âm voiced như thế mà nó đứng trước như vậy á, cộng thêm ed á, thì cho âm T hay là âm D? Chúng ta âm T hay âm D? Âm D đúng không? Đúng rồi, very good. Để cho chúng ta âm âm D. Thế thì bây giờ cái âm chữ này anh chị không biết là như thế nào, nhưng mà khi mà cộng với thêm AD anh chị biết ngay là ending sound nó là gì rồi, đúng chưa? Thế đọc là closed, được chưa? Closed. Đúng rồi, very good. Ending sound nó là âm D, là closed. Good job, được chưa? Rất là dễ dàng chưa? Bây giờ biết là khi nào là T, khi nào là D chưa? Rồi, good, good, good. Very good. Rồi, nào, tiếp nào. Thì còn một cái nữa, tức là ending sound nó còn là it nữa thì là gì? Ví dụ như cái này thì chúng ta đọc là gì? Đúng không? Thì nghĩa khi mà cái này đọc á, thì chúng ta đọc như thế này, đúng không? Thì anh chị thấy này, nếu mà chúng ta vẫn tiếp tục áp dụng cái quy tắc vừa rồi chúng ta áp dụng để giải thích nhá, thì nó thế nào, như thế nào ạ? Thế là want. Nào, cái chữ này phân tích nào, phân tích cùng nhau nào. Want thì cái ending sound là gì? Ending sound là âm T, đúng chưa? Âm T là gì? Âm voiceless. Âm voiceless, được chưa? Và khi mà âm voiceless thì cho chúng ta âm T hay âm D? Âm T đúng không? Cho chúng ta âm T. Rồi, good, âm T. Vậy thì khi mà ghép vào này thì chúng ta đọc là gì ạ? Chẳng nhẽ chúng ta đọc là wanted, đúng không? Wanted. Thì nghe rất là kỳ, người Mỹ người ta lại có, khi mà người ta nghĩ ra như thế, người ta bị như vậy á, người ta nghĩ ra một cái, tức là người ta có một cái quy tắc, tức là gì? Khi mà là wanted to, hai cái âm là giống nhau đó, thì người ta đọc thêm là cái, người ta gọi là cái luật là insertion. Insertion. Insertion tức là người ta thêm với ing vào đằng sau là want, thì người ta wanted. Wanted. Được chưa? Chàng cái đi vào wanted. Đó là âm ấy, bây giờ lúc đấy mới đầu mới cho vào, chứ không phải là wanted to. Người ta không đọc được là như vậy, nó rất là buồn cười. Thì tiếng Anh Mỹ người ta thêm một cái là đuôi IND, nó gọi là luật insertion IND, thì nó đọc thành wanted, được chưa? Cứ giống nhau mà như thế chúng ta chuyển ngay là IND là wanted. Very good, được chưa?
Hiểu chưa? Bây giờ để biết khi nào chúng ta đọc là T, khi nào chúng ta đọc là D, khi nào chúng ta đọc là đệt chưa? Ba cái luật đó thì khi mà áp dụng nó rất là dễ dàng, ra hiểu được bài rất là sâu. Rồi, good job. Hoặc là gì nữa? Hoặc là cái từ này nhá, thêm một cái ví dụ nữa này. Từ need. Từ need. Thì any sound là gì đó? Any sound là ấm, âm dịa. Voice under, under là âm gì đấy? Under là âm voice. Ok, âm voice. Thì cái âm voice này á, khi mà anh chị đọc đúng không? Thì bắt buộc là đứng ở sau nó cho chúng ta âm T hay âm D. Nếu mà chúng ta cộng BD này, cộng BD này, cho chúng ta âm D hay âm D, any sound gì? Any sound theo chúng ta sẽ lấy là âm D, đúng chưa? Đó, nhưng mà chúng ta thấy sao nào? Nếu mà chúng ta cho chúng ta âm D, chứ chúng ta đọc là gì? Need the D, đúng không? Chúng ta đọc là need the D, thì nghe rất là kỳ, đúng không? Không đọc như vậy bao giờ cả. Thì chúng ta áp dụng ngay cái luật insertion ở trong tiếng Anh. Insertion thêm I and D vào và người ta đọc là needed. Ok, needed. Hiểu chưa anh chị? Needed. Đó là needed. Very good. Đó. Thì khi mà anh chị đọc được cái này, anh chị biết được rồi cái âm này. Thì anh chị có cần phải nhớ nó không ạ? Nó cần phải nhớ cái nào đọc là âm T, cái nào đọc là D, cái nào đọc là địch không ạ? Không, ta nhìn ngay là chúng ta biết luôn rồi. Đúng không ạ? Chúng ta nhìn chúng ta biết luôn rồi, chúng ta giải thích được luôn nữa. Vì sao lại được như thế nữa? Rất là tuyệt vời. Câu hỏi why. Câu hỏi why này tăng lên rất là tuyệt vời. Được chưa? Ok, good job. Còn gì? Rồi, đó là một trong những cái mà em muốn chia sẻ với anh chị. Và thêm nữa đó, thì không chỉ là cái luật về any sound mà anh chị có thể áp dụng vào, không chỉ là động từ mà anh chị có thể áp dụng vào danh từ, được chưa? Ví dụ là gì đây? Ví dụ là gì? Anh chị có thể xếp sang các phần là danh từ. Danh từ nghĩa là động từ rồi đúng không? Rồi danh từ số nhiều thì chúng ta như nào? Thế là ví dụ như chúng ta có thể giải thích nhiều khi mà danh từ đó, anh chị thấy là chúng ta thêm, chúng ta đọc là S, hoặc là nhiều khi chúng ta đọc là Z, được chưa? Đấy, thì khi nào chúng ta đọc là S thì khi nào là Z, đó cũng là một trong những cái mà chúng ta cần phải lý rất là nhiều, đúng không? Ví dụ như khi chúng ta có cái cat mà cộng với S thì cho chúng ta là âm gì, đúng không anh chị? Cat hay là cat, okay. Thì khi mà cái âm này đó anh chị thấy là cộng với S thì chúng ta cũng phân biệt đúng theo cái cách mà chúng ta được học về ngôn ngữ học, tức là gì đấy ạ? Cat thì any sound là gì ạ? Any sound là âm khí. Âm khí nó là gì? Âm voiceless. Very good. Thì khi mà nó là âm voiceless nó thì những âm đằng sau nó sẽ phải làm sao ạ? Bị ảnh hưởng của âm nó thôi, và nó biến cái âm đằng sau giống như hệt như nó là cũng phải là âm voiceless. Thì chúng ta sẽ chọn ngay là âm SC, và cái SC trong này nó là âm voiceless. Thì cái âm này khi chúng ta thêm cái số nhiều vào đọc thì chúng ta sẽ là âm SC, được chưa? Là cats, cats, cats. Very good. Chứ không phải là cats z, cats z. Không phải là cats, đúng không? Luật âm trước ảnh hưởng âm sau, biến âm sau thành âm trước thì ngay lập tức chúng ta biết là danh từ số nhiều của nó là gì, là s gì hay là z, được chưa? Rồi, rất là tuyệt vời. Chúng ta chỉ cần dùng cái luật là voiceless cộng với voices là đi voices, và voice cộng với voice thì ta ra âm voice, được chưa? Good job. Ok, nào, bây giờ thì cái phần này khi mà anh chị đã có được kiến thức rất là cơ bản rồi, rất là tuyệt vời rồi, thì anh chị sẽ cũng phải luyện tập, chúng ta phải để ý là chúng ta phải luyện tập, đúng không? Làm bất cứ cái gì chúng ta biết mới là cái phần đề khởi đầu, chúng ta phải luyện tập rất là nhiều, đúng không? Rồi với tất cả những anh chị mà đăng ký cái khóa của em rồi, cái khóa mà 4 tháng của em á, thì liên tục như vậy thì sẽ được em sẽ là gì ạ? Luyện tập, rèn luyện cho rất là nhiều, đúng không? Và sẽ được gì ạ? Chỉnh lại âm liên tục thì cái thời gian của anh chị sẽ rút ngắn hơn thôi, đúng không ạ? Thời gian của anh chị sẽ rút ngắn hơn rất là nhanh thôi, đúng không? Thì đấy là một trong những cái lợi thế của anh chị, là gì? Anh chị sẽ được gặp em nhiều hơn liên tục, và bất kỳ cái gì cái một bài học cái anh chị có thể hỏi em ngay đó. Tuy nhiên là những cái video này thì khi mà các anh chị nào mà chưa có điều kiện học, đúng không ạ? Chúng ta vẫn muốn là chúng ta kéo dài thêm một tí xíu sau chúng ta mới học, thì anh chị có thể là sao? Anh chị có thể là tự mình có thể là nghe được hết rồi, chúng ta phân biệt được hết rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng cứ luyện tập đi, luyện tập trước, và cần thì em sẽ support, thì anh chị có thể post những câu hỏi trên Facebook, trên group chúng ta, thì em sẽ vào đấy em sẽ chia sẻ với tất cả các anh chị, đúng không ạ? Có thể là anh chị sẽ không được giống như các anh chị mà vừa qua 4 tháng là anh chị liên tục gặp em, tuy nhiên là có vấn đề thắc mắc gì anh chị cứ hỏi, được không ạ? Ok, thì khi mà các anh chị chỉ cần áp dụng những cái nghe tất cả những cái đoạn, những cái audio này của em rồi á, anh chị đã có một kiến thức rất là lớn rồi, rất là khổng lồ rồi, để anh chị có thể làm sao ạ? Để anh chị có thể là phân biệt cái sự khác nhau, khác biệt thực sự là gì, tiếng Anh và tiếng Việt là gì, và chúng ta cũng tự mình chúng ta đi rất là tuyệt vời. Ngoại nhiều khi mà
Nhiều bạn học với em khi mà học thì của em qua video thôi, các bạn không có điều kiện, các bạn từ xa các bạn không có điều kiện học trực tiếp, thì các bạn cũng đã tiến cực kỳ mau đúng không? Khi chúng ta coi nó là gì ạ? Khi chúng ta coi nó thực sự là những cái gì có giá trị, thực sự là có giá trị, chúng ta trân trọng và chúng ta làm sao chúng ta quyết tâm, thì chúng ta quyết tâm đủ lớn để tất cả những kiến thức này nó đã xây dựng được anh chị một cái nền tảng rất là vững chắc để anh chị đi rồi đó. Ok, còn vấn đề đi nhanh hay đi chậm thì anh chị sẽ phải làm sao, chúng ta phải có cái sự luyện tập, chúng ta đầu tư, chúng ta nỗ lực thì chúng ta sẽ đi nhanh hơn đúng không ạ? Và nếu như mà chúng ta mà học ít hơn thì chúng ta cái thời gian có thể là lâu hơn cho anh chị. Tốt nhất là em khuyên cho anh chị đằng nào thì mình cũng phải chinh phục nó, để chinh phục sớm tốt hơn, được chưa? Ok, rồi very good. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị và hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong cái video tiếp theo, video số 7. Xin chào và hẹn gặp lại.